Tại Việt Nam, một trẻ ở Hà Giang bị ngộ độc khi ăn quả hồng châu, một em tử vong. Bị bác đơn kiện với Sở Văn hóa và Thể thao, doanh nghiệp Hà Nội nói sẽ kháng cáo. Đường sắt đón chuyến hàng liên vận đầu tiên từ Trung Quốc. 5.000 học sinh bỏ nhập học, Sài Gòn công bố tuyển bổ sung vào lớp 10 công lập. Trên thế giới, Nga tấn công cảng Ngũ Cốc, phá hủy 40.000 tấn lương thực của Ukraine. Lãnh đạo quân sự Niger tuyên bố không lùi bước. Ấn Độ phát hiện nhiều sai sót của các nhà sản xuất dược phẩm. Chỉ ăn hoa quả, ngôi sao mạng xã hội qua đời vì đói và suy nhược cơ thể. Chào mừng quý vị đến với chương trình trưa nay ngày 3 tháng 8 của Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi trưa an lành và hạnh phúc. Sau đây sẽ là thông tin tại Việt Nam. 11 trẻ ở Hà Giang bị ngộ độc khi ăn quả hồng châu, một em tử vong. Bác sĩ Phạm Anh Văn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, trong 2 ngày 31 tháng 7 và 1 tháng 8, Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn đã tiếp nhận 11 trẻ từ 3 đến 12 tuổi, sống ở xã Tả Lùng và xã Lũng Táo bị ngộ độc do ăn quả này. Gia đình các bé cho hay, trong lúc đi cắt cỏ cho gia súc, các trẻ đã rủ nhau đi hái quả hồng châu để ăn. Sau khi ăn, các em bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, đau bụng, buồn nôn và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện. Sau nhiều giờ điều trị tích cực, 6 trẻ đã ổn định, 5 bé khác được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị. Trong đó, một bệnh nhi 9 tuổi ở xã Tả Lùng đã tử vong tối 1 tháng 8 do nhiễm độc quá nặng. Ngoài ra, 3 trẻ khác diễn tiến nặng được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội. May mắn, hiện sức khỏe của cả 3 bệnh nhi này đã ổn định, dự kiến sẽ ra viện trong tuần này. Những bệnh nhi còn lại được theo dõi tại tỉnh Hà Giang, sức khỏe đã hồi phục, tỉnh táo và tự ăn uống được. Cây hồng châu là cây mọc hoang, quả tròn, to bằng quả trứng gà, khi chín có màu tím giống với quả vú sữa. Do có các chất alkaloid, axit amin, axit carboxylic, flavonoid, polyphenol nên hồng châu rất độc. Trong đó, độc tố chính alkaloid tác động chủ yếu lên tế bào cơ tim, gây phù phổi cấp, dẫn đến suy hô hấp, trụy tim và tử vong. Một số hoạt chất khác có thể gây tổn thương gan và thận. Tại Hà Giang, cây thường mọc tại các xã Tả Lùng, Tả Phìn, Lũng Táo, Ma Lé và thị trấn Đồng Văn, thường chín rộ từ tháng 6 đến tháng 8, tỉnh đã từng ghi nhận nhiều trẻ bị ngộ độc loại quả này. Liên quan đến vụ công ty truyền thông Việt Át kiện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vì cho rằng sở này kéo dài thời gian cấp phép vở cải lương tiếng chống Mê Linh khiến doanh nghiệp bị thua lỗ. Chiều qua ngày 2 tháng 8, Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên bác toàn bộ nội dung khởi kiện của Việt Át sau 2 ngày diễn ra phiên xử. Theo đó, Việt Át sẽ phải chịu 300.000 đồng án phí sơ thẩm và hơn 30 triệu đồng án phí dân sự. Sau khi bản án tuyên bố, đại diện Việt Át nói chỉ khi vào đường cùng mới đi kiện cơ quan nhà nước. Việt Át không đồng tình với phán quyết của tòa sơ thẩm và sẽ kháng cáo. Theo phán quyết của tòa án thành phố, ngay từ đầu Việt Át đã không chủ động thực hiện đúng quy định về quyền tác giả và các quyền liên quan, nhiều lần bị phản ánh không tuân thủ quy định quyền tác giả. Khi nhận hồ sơ xin cấp phép biểu diễn, việc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội yêu cầu Việt Át bổ sung thông tin là cần thiết. Theo đánh giá của hội đồng xét xử, từ khi Việt Át nộp hồ sơ, sở đã tiếp nhận xử lý đúng quy định, đúng thời gian. Đường sắt đón chuyến hàng liên vận đầu tiên từ Trung Quốc. Vâng, thưa quý vị, hôm qua ngày 2 tháng 8 tại ga Yên Viên, Hà Nội, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã đón chuyến tàu đến từ thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Đây là chuyến tàu hàng liên vận quốc tế chuyên tuyến đầu tiên từ Trung Quốc, hành trình khoảng 2.700 km sau 4 đến 5 ngày, chuyến tàu đã vận chuyển gần 800 tấn hàng gồm thiết bị kim khí, hóa chất và phân bón đến Hà Nội. Theo thỏa thuận, công ty vận tải và đường sắt Rachaco thuộc công ty Đường sắt Việt Nam và công ty vật liệu lục cảng Thạch Gia Trang Trung Quốc sẽ cùng khai thác nguồn hàng, vận chuyển hàng hai chiều bằng tàu chuyên tuyến, xây dựng hệ thống kho bãi, vận tải đa phương thức. Trước mắt, hai bên sẽ tổ chức tàu hàng xuất phát từ Thạch Gia Trang đến ga Yên Viên và ngược lại, tần suất tối thiểu một chuyến trên tuần, sau đó căn cứ vào nhu cầu thực tế sẽ tăng tần suất chạy. Trong thời gian qua, ngành đường sắt Việt Nam đã liên tục mở các tuyến tàu liên vận quốc tế, mới nhất là tuyến tàu container đông lạnh từ ga Sóng Thần, Bình Dương đi Đồng Đăng, Lạng Sơn sang Trung Quốc. Tại Trung Quốc, thành phố Thạch Gia Trang là thủ phủ của tỉnh Hà Bắc với hơn 11 triệu dân. Với vị trí quan trọng trong hệ thống đường sắt quốc gia Trung Quốc kết nối Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc,
Những năm qua, thành phố này đã trở thành trung tâm đầu mối tổ chức các đoàn tàu liên vận quốc tế đi Nga, châu Âu, Trung Á, Mông Cổ và các nước ASEAN. Sài Gòn tuyển bổ sung vào lớp 10 công lập sau khi 5.000 học sinh bỏ nhập học. Vâng, thưa quý vị, chiều qua ngày 2 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ra hướng dẫn về việc tuyển bổ sung học sinh vào lớp 10 công lập năm học 2023-2024. Đây là lần đầu tiên thành phố thực hiện việc này. Trong hướng dẫn này, Sở đã tuyển bổ sung 4.556 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập. Theo đó, nhóm thuộc diện tuyển bổ sung là học sinh đã dự kỳ thi vào lớp 10, không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng vào trường trung học phổ thông công lập. Như vậy thì những thí sinh trúng tuyển lớp 10 nhưng không xác nhận nhập học không thuộc nhóm này. Để được tuyển bổ sung, thí sinh cần có tổng điểm 3 môn toán, văn, ngoại ngữ và điểm ưu tiên bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 3 của trường muốn đăng ký. Ngoài ra, các em chỉ được chọn một trường trong danh sách các trường tuyển bổ sung và không được thay đổi nguyện vọng. Theo kế hoạch, từ ngày 4 đến hết 17 giờ ngày 8 tháng 8, thí sinh nộp hồ sơ bổ sung, các trường sẽ xét tuyển trên phần mềm của Sở, theo nguyên tắc lấy từ cao xuống thấp và không vượt chỉ tiêu. Danh sách trúng tuyển bổ sung sẽ được công bố ngày 11 tháng 8, học sinh nhập học trong 3 ngày từ 14 đến 16 tháng 8. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện 108 trường trung học phổ thông ở Sài Gòn chưa đủ học sinh lớp 10 theo chỉ tiêu. Trong đó, trường thiếu nhiều nhất gần 300 học sinh là trường trung học phổ thông Long Phú và trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh. Trường Nguyễn Văn Tăng thiếu hơn 200 em. Các trường trung lập năng khiếu thể dục thể thao huyện Bình Chánh, Ngô Gia Tự, Vĩnh Lộc B, Long Trường thiếu hơn 100 học sinh. Tiếp theo, mời quý vị chuyển sang phần tin thế giới. Nga tấn công cảng Ngũ Cốc, phá hủy 40.000 tấn lương thực của Ukraine. Ukraine tuyên bố hôm 2 tháng 8 Nga tấn công cảng Izmail, làm một tháp chứa ngũ cốc bị hư hại và khiến giá lương thực toàn cầu tăng cao. Theo hãng tin Reuters và tờ The Guardian dẫn nguồn tin Ukraine, nơi bị tấn công là cảng nội địa chính của nước này. Nó nằm bên sông Danube ở phía tây nam Ukraine, bên kia sông là Romania. Cảng Izmail là tuyến đường thay thế chính để xuất khẩu ngũ cốc khỏi Ukraine kể từ khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen. Vụ tấn công đã phá hủy các tòa nhà tại cảng Izmail và khiến các con tàu đang trên đường tới cảng để lấy ngũ cốc phải dừng lại trên đường đi. Dữ liệu theo dõi tàu thương mại cho thấy hàng chục tàu quốc tế phải dừng và thả neo ở cửa sông Danube. Phó Thủ tướng Ukraine cho hay vụ tấn công đã làm hỏng 40.000 tấn ngũ cốc dự kiến được chuyển tới Trung Quốc, Israel và các quốc gia châu Phi. Sau vụ tấn công, giá lúa mì Chicago đã tăng gần 5% do những lo ngại về việc cuộc tấn công sẽ tác động tới nguồn cung toàn cầu. Kể từ khi chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc, Moscow đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở ngũ cốc tại các thành phố quan trọng của Ukraine. Ông Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn hành động này của Nga. Lãnh đạo quân sự Niger tuyên bố không lùi bước. Vâng, thưa quý vị, ngày 2 tháng 8 phát biểu trên truyền hình vào đêm trước lễ kỷ niệm độc lập của đất nước, người đứng đầu quân đội nắm quyền ở Niamey, tướng Abdurrahman Tiani, tuyên bố bác bỏ các biện pháp trừng phạt mà các nước láng giềng Tây Phi áp đặt đối với Niger và khẳng định sẽ không nhượng bộ bất kỳ mối đe dọa nào. Ông Tiani nhấn mạnh, chúng tôi từ chối bất kỳ sự can thiệp nào vào công việc nội bộ của Niger. Trước đó, lãnh đạo các nước thuộc Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS đã đưa ra tối hậu thư và thời hạn trong vòng một tuần cho những người lãnh đạo cuộc đảo chính ở Niger để khôi phục trật tự hiến pháp. Thêm rằng, họ không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực nếu yêu cầu trên bị từ chối. Trong khi đó, chính phủ bờ biển Nga ngày 2 tháng 8 đã quyết định đình chỉ tất cả các hoạt động xuất nhập khẩu cũng như các thủ tục thông quan đối với hàng hóa đến từ Niger. Hành động này được thực thi theo quyết định của ECOWAS sau cuộc đảo chính quân sự ở Niger. Sau Guinea, Mali và Burkina Faso, Niger là quốc gia thứ tư ở Tây Phi xảy ra đảo chính kể từ năm 2020 đến nay. Niger là nước sản xuất uranium lớn thứ 7 trên thế giới, kim loại phóng xạ được sử dụng rộng rãi cho năng lượng hạt nhân và điều trị ung thư. Ấn Độ phát hiện nhiều sai sót của các nhà sản xuất dược phẩm. Theo Reuters, Ấn Độ đã tăng cường giám sát các nhà sản xuất thuốc trong những tháng gần đây sau khi một số loại siro ho sản xuất tại nước này có liên quan đến cái chết của ít nhất 95 trẻ ở các nước châu Phi. Ngày 2 tháng 8, Bộ Y tế Ấn Độ đã kiểm tra 162 nhà máy và 14 phòng thí nghiệm công, phát hiện nhiều sai sót của các nhà máy sản xuất dược phẩm, bao gồm cả việc không đảm bảo chất lượng nguyên liệu thô. Ngoài ra còn có các vấn đề như thiếu các biện pháp để tránh lây nhiễm chéo, thiếu nhân viên có trình độ chuyên môn và thiết kế sai các khu vực sản xuất và thử nghiệm. Ngành công nghiệp dược phẩm trị giá 41 tỷ đô la Mỹ của Ấn Độ là một trong những ngành lớn nhất toàn cầu,
được biết đến với việc cung cấp các sản phẩm thay thế rẻ hơn cho các sản phẩm phương Tây. Nhưng vụ nhiều trẻ em thiệt mạng liên quan đến siro ho gần đây đã làm tổn hại đến hình ảnh này. Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu 4 công ty dược phẩm ngừng sản xuất thuốc sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO phát hiện chất gây ô nhiễm trong sản phẩm siro ho của họ. Các công ty này phủ nhận cáo buộc. Bộ Y tế Ấn Độ cũng đã nâng cấp các quy định về sản xuất thuốc và mỹ phẩm. Các nhà sản xuất dược phẩm lớn có 6 tháng và các nhà sản xuất nhỏ có 12 tháng để đảm bảo tuân thủ quy định nâng cấp mới. Kết thúc chuyên mục Thế giới trưa nay cũng là một thông tin về sức khỏe. Chỉ ăn hoa quả, ngôi sao mạng xã hội qua đời vì đói và suy nhược cơ thể. Vâng thưa quý vị, đây là câu chuyện của cô gái người Nga nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng triệu lượt tài khoản theo dõi. Cô tên là Zhanna Samsonova, có thói quen ăn chay trường và ưu tiên các loại hoa quả. Cô vừa qua đời ở tuổi 39, nguyên nhân được cho là vì bị đói và suy kiệt. Trên các nền tảng mạng xã hội, cô được biết đến với cái tên Zhanna Diaz. Cách đây vài tháng, khi thấy Zhanna có vẻ mệt mỏi, bạn bè đã khuyên cô nên đi khám. Nhưng thoạt tiên, Zhanna không nghe theo. Chỉ tới khi tự nhận thấy tình trạng sức khỏe của mình không ổn, cô mới nhập viện. Nhưng lúc này, các bác sĩ không thể cứu chữa cho cô được nữa. Cô qua đời hôm 21 tháng 7. Mẹ của cô cho biết trong vòng 4 năm trở lại đây, cô chỉ ăn hoa quả, mần hạt hướng dương, uống nước ép trái cây và sinh tố hoa quả. Trong những ngày cuối đời, cô còn gặp phải những vấn đề về tiêu hóa nghiêm trọng, khiến sức khỏe suy kiệt nhanh chóng. Dù vậy, trong các chia sẻ của mình trên mạng xã hội, Zhanna luôn khẳng định chế độ ăn uống đó là giúp cô thay đổi bản thân theo hướng tích cực. Cô nói, tôi thấy thể chất và tinh thần của mình biến chuyển từng ngày, tôi yêu con người mới của mình và muốn truyền cảm hứng cho mọi người ăn uống lành mạnh hơn. Thưa quý vị, nhiều người cho rằng chính chế độ ăn chỉ toàn trái cây đã khiến ngôi sao mạng xã hội trở nên suy kiệt. Tạp chí Sức khỏe Healthline của Mỹ cũng đã từng phân tích về chế độ ăn chỉ toàn rau củ quả. Theo đó, chế độ ăn này có đưa lại một số lợi ích nhất định, nhưng nếu không được lên kế hoạch kỹ lưỡng, với những hiểu biết chuyên sâu về chế độ dinh dưỡng, người theo đuổi chế độ ăn này có thể sẽ gặp phải những hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng. Trong đó, nguy hiểm nhất chính là việc cơ thể bị thiếu đi những vi chất quan trọng để có thể ở vào trạng thái khỏe mạnh. Vâng thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa nay của chúng tôi. Trần Tiến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.